phát hiện, xử lý hai vụ buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu Honda đã được bảo hộ tại Việt Nam. Ngày 18 và 20 tháng 5 năm 2022, qua công tác quản lý giám sát địa bàn, đội quản lý thị trường số 8, cục quản lý thị trường Phú Thọ đã kiểm tra đột xuất cửa hàng Quang Quyền do ông Lưu Thế Quang làm đại diện tại địa chỉ khu Vân Tiến 3, xã Vân Du, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ và cửa hàng Hùng Nguyệt do bà Lê Thị Nguyệt làm đại diện, địa chỉ khu Ngọc Trúc 1, xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện tại cả hai cửa hàng đang bày bán mũ bảo hiểm nhãn hiệu Honda có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, tổng số lượng mũ bảo hiểm 80 chiếc. Quá trình thẩm tra, xác minh, đoàn kiểm tra có đủ căn cứ để kết luận đây là hàng giả mạo nhãn hiệu theo quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009. Ngày 26 tháng 5 năm 2022 và 31 tháng 5 năm 2022, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lưu Thế Quang và bà Lê Thị Nguyệt với tổng số tiền phạt 26 triệu đồng. Đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ 80 chiếc mũ bảo hiểm giả mạo nhãn hiệu Honda có tổng giá trị hàng hóa giả mạo nhãn hiệu buộc tiêu hủy là 18.960.000 đồng. Việc tiêu hủy hàng hóa giả mạo nhãn hiệu nhằm xử lý nghiêm vi phạm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người tiêu dùng, nhằm tuyên truyền và nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ và hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.